Xin chào anh em nhá. Lâu quá rồi không ra video bởi vì mấy đợt này cũng khá là bận. Công việc nó nhiều quá, với lại đợt này nó lễ nhiều nên là không ra được video cho anh em. Hôm nay hôm nay đưa anh em đi chốt cái ngôi nhà này. Đây, ngôi nhà đẳng cấp nhất cái huyện đây. Toàn ngôi nhà mấy tỷ thôi anh em ạ. Đây nhá. Mang cái túi tiền này đi để chốt nhà này. Ở đây có anh em nào đầu tư bất động sản là muốn mua thì xuống dưới này mà mua này. Nó có mấy tỷ thôi, 5-6 tỷ thôi. 5-6 tỷ một cái ngôi nhà. Đấy, quá là bình thường. Như em thì làm khoảng tầm 5-6 ở đâu? Tầm 20 năm. 20 năm làm trong Viettel may ra mới mua được một căn. À. Hôm nay tìm mãi mới được một cái túi tiền như này để đi chốt đơn này. Độ đâu đấy 50-60 căn rồi đấy. Mỗi căn xương xương 5-6 tỷ đó. Đấy, anh em quyết cây nào thì mua luôn căn đấy luôn. Làm Viettel chắc 20-30 năm nhịn ăn nhịn uống may ra mới mua được một căn như này. Tôi đi xuống dưới này để lắp lại cái đường mạng cho bên này. Đã, lắp lên nó lại đứt. Khổ thế. Đây à. Hôm trước có lấy cái kia chưa nhỉ? Làm theo kiểu đơn giản thôi. Hôm trước là vẫn bị tạt vào cái giấy như thế. Rồi đặt mình cắt cái kia mình lối ra. Cháu thấy được rồi. Bây giờ alo. Vâng. Cái wifi nó tự tắt ra anh. Cứ bật lên là nó bị cả, cứ vào cái phần speed test là nó bị. Anh bây giờ anh thử tắt nguồn đi, xong anh bật lại, xong
anh thử test xem. Vâng, chút ra anh cắm lại xem. Nó đang đi ở trong dự án của mình này. Đấy luôn rồi đấy. Nhưng mà đợt nó đấu ở chưa ấy. Bây giờ anh chạy theo cái cột kia sang cái cột bên này rồi chạy dọc bên này. Chạy đấu ấy với cây xưa này này. Với cái cây xưa đằng trên kia. Đứng bên này là... Nhưng mà đây là đất nhà người ta. Anh cứ đấu vào vô tư. Đất nhà người ta. Anh cứ chạy theo men cái bên đây là đất của em rồi mà. Không, anh Vương lại đi theo cái cửa chạy. Đằng trước kia. Đằng trước không có cột đâu. Cột toàn cột Vina thôi. Anh đi vô tư, có ai nói gì. Đây đây, em gửi cho đồng uống nước này. Vâng, em xin. Nhưng mà chỗ này đất này không? Không, anh cứ đấu vào cây xưa thì có gì cũng có em. Đi lên cây rồi anh em ạ. Đây nha, khách đưa cho con 72 này. Tí làm con lô là được nhỉ. Nhân đôi số điểm. Tí lại phải nối từ đây chạy vào góc bên này, chuyển sang bên kia. 100m này, 200m, 300m cẳng đấy. Đoạn này nó hay bị đứt thường xuyên. Ở nông thôn thì không cần phải dùng rulo anh em ạ. Dùng cái này thôi. Đây là rulo của anh em nông thôn. Alo. Và nhà anh hợp đồng tên là gì nhỉ? Cái hợp đồng của nhà anh tên là gì nhỉ? Cứ không, cái này em anh thử dùng máy khác để test xem. Anh dùng máy khác để test xem. Vâng, chứ này hơi căng nhỉ. Đoạn này đoạn đường à, đây họ cũng làm cột. Không biết đi đoạn này nó có ổn không nữa.
Các anh ơi, em nhờ tí để em ném cái dây qua với. Tới rồi. Không, phải dùng dùng nội công thôi. Cái này nó hơi nhẹ. Á chà. Nhẹ quá. Xe chắc không dám đi qua hay sao? Nội mẹ đây. Các cán bộ lại không cho qua đấy.
Vâng. Không cao là nó lại đứt đấy. Đi dây mấy cái khu công trình này nó rất là mệt anh ạ. Không bỏ làm. Suốt ngày ăn cái sự cố đó. Trước nối lại mấy lần ở đây rồi. Đợt trước là mấy lần ở đây. Vòng sang bên kia. Đây. Cứ máy ở mấy cái công trình này cứ máy xúc mà nó không làm được nó cắt luôn. Alo. Alo. Em không biết cắm lên nó không thể lên. Nó lên điện nhưng mà nó không nhận mạng. Để mai em qua lại xem lại thôi. À. Wow. Mệt lắm anh em ạ, mấy cái này mệt lắm. Vừa thay dây khoảng độ tầm ở đây là 300 m. Lại phải bấm thêm một cái dẹp nữa. Toàn phải buộc lên cây. Cái này mà họ chặt lại xong đấy.
mấy công trình này nhân viên kinh doanh nó đấu lên thì anh em phải triển khai thôi, chứ bản chất là nó không đảm bảo được cái hạ tầng để triển khai. Đây là cái dịp qua các em ạ. Cho cái mới. Em cho cái ống nhựa này vào chưa? Ở trên này nó có hướng dẫn để đo cái thang đo đây, anh em đo dùng cái thang đo này anh em đo luôn. Anh em để nó hơi dài một tí nhé, so với cái thang đo của mình. Rồi đưa cái chuôi nó vào hai bên chuôi. Giáo cắt hôm nay nó lại không cắt được chứ. Giáo cắt này nó đang bị làm sao á. Ở đây nó có cái khe, anh em cứ cho vào thôi. Anh em đưa nó hết vào, hết cái mức vào. Xoáy lại một tí. Ở cái đầu bên này thì anh em khi nào thấy bên này nó kênh lên là được. Đấy, kênh lên rồi. Rồi anh em khóa nó lại. Chốt nhé, chốt nữa. Đây. Đây.
Tí nữa anh em khi nào có tín hiệu thì anh em xử lý sau cái này. Mấy hôm nay ốm quá anh ạ, sổ sổ mũi sổ miệng các kiểu. Vâng. À, bọn cháu lắp lại nút một lần này thôi, hỏng là thôi đấy. Vâng. Tại vì vừa rồi là nó đào nó mới chỉ còn mới rồi thì vâng. Chắc là còn lành rồi. Không ấy không đảm bảo được hạ tầng cho các chú. Khó. Không mới rồi thì còn lành rồi. Ở cái ở giữa này nó có hay làm gì không chú? Chắc không nhỉ? Giữa này thì vô tứ cái này có cái này tháo vào cáo. Ừ. Ở trước cái chỗ kia là nó bị thấp ở nó xa vào mức tường về và cái còi đấy thôi. Trong đấy thì vô tứ. Cái này lối vẫn được. Cái khu ở giữa này họ làm gì đấy chú? Lô đất. Họ làm sân thôi à? Hay là họ... Lô đất. À vẫn là lô à? Đấy đấy. Đó. À. Đang là từng lô một đây. À. Ở cái mặt bên ngoài này là bao nhiêu nhà rồi chú? Bao nhiêu tòa rồi? Tổng thì
căn. 64 căn. Mấy căn này là họ mua rồi hả chú? Người ta xây bên ngoài cũng đầu, bên trong là khá nhậu. À. Ba cái căn đầu này. Mấy ông đoài cũng đủ khu vực đây mà. À. Đoài ở bên xây dựng đây. Huyết này chứ. Vâng. Như bọn cháu này chắc phải làm mà có độ tầm 50 năm Viettel mua được một căn. Đấy, cái đấy là nhịn ăn nhịn uống đấy. Khiếp chú nhỉ. Vâng, chú. Chú ấy là được mà. Nó nằm nghỉ dỗi. Bùng nhùng. Xe cầu tầm này nó đến không chú? Không, không. Nó có cầu nữa đâu. Nó chỉ đi qua thôi. Nó cứ để cần như thế thì nó đi là chắc là đi thấp mà đi được. Nó cứ để cần như thế mà nó đi là dính đấy. Cầu này không phải nó cắt đấy chú ạ. Nó cắt đấy. Nó lên ben nó cắt. À nó lên cẩu nó cắt kìa. Không phải đứt đâu. Do nó cẩu đấy. À nó cẩu nó cắt đấy. Quả này mà dính nữa là chia tay nhau từ đây đấy. Ha.
Có cái đầu ở bên kia chú về chú lôi về cho cháu với. Bây giờ lối được nhá. Không, chú kéo về cho cháu với cái đầu ở cháu để ở bên dưới ấy. Có đầu dài dài đấy ạ. Cháu thay hết về mà, cháu thay hết về nhà mà. Thế phải kéo từ đây. Không, có cái đầu cháu kéo ở được góc bên kia rồi. Vâng. Thế là lối vào đây. Không. À, kéo về kéo, nhà. Kéo về nhà thẳng luôn đấy. Ở đấy cháu ấy rồi mà. Cháu thay hết cái đoạn này mà. Còn cái dây cũ bên đấy là không dùng nữa. Khả năng là tới đấy. Bởi vì cháu thay 300 mét mà. Cái đầu cháu để ở bên dưới kia kìa. Lần này là hết tầm cao luôn anh em ạ. Hết tầm thang luôn. Hết tầm thang này là rơi vào hơn 5 mét. Còn đứt nữa là chia tay hoàng hôn đấy. Không chơi với đội này nữa. Mệt lắm. Mỗi lần đứt như này lại phải thay mấy trăm mét. Hư người luôn. Thời tiết như này là hư người luôn. Đấy, mấy tòa này rất đẹp anh em ạ. Làm cả đời Viettel chắc không mua được. Nếu mà vẫn là quân anh em nhá. Còn tướng thì mua phút mốt. Chú cứ kéo về đi, còn nhiều lắm. Vâng, chú cứ kéo về cho cháu đi. Không, chú cứ dồn dây về đấy cho cháu đi. Tại vì ở đây nó còn nhiều lắm. Được rồi chú ạ. Quá căng.
Dạ. Mỗi căn này họ bán bao tiền chú? À. À không, tí nữa vẩy nó lên ạ. Đây cháu ơi ạ. Đây chỗ để cháu đây nhá. Bung lên. Vâng. Ở thế ở dưới đất này nó không có ngầm, chưa có ngầm cáp wifi à chú? Sao họ không làm ngầm luôn đi nhỉ? Nó vẫn có nhưng mà nó chưa làm xong. Cái mật khẩu nó vẫn như cũ không hay là mình lại mật khẩu cũ mà. Cái này không có lắp mới á. Vẫn cái cũ chú ạ. Chỉ là nó bị thay đổi như cái mật khẩu này à không, cái đầu đằng kia đã cắm chưa, đầu kia cháu cắm rồi và cái lối vào là xong rồi. Vâng, nội vào là xong, hơi bất tí đoạn này nó hơi xa. Trượt thì chủ yếu sửa trượt trên. Vâng. Căn bản cột này nó không có điểm bám. Chú có muốn dây đấy làm gì không? Đẩy.
Đoạn đấy cháu vẫn đang dùng. À. Cháu chỉ lấy có độ tầm 5 mét đó thôi. Đi chéo thôi. Vâng. Thừa chắc mấy chục mét.
Chưa thấy có. Ôi sao bây giờ mới mất sóng điện thoại nhỉ? Chú thử xem có bị mất sóng điện thoại không? Sóng điện thoại nhỉ? Vâng. Sao điện thoại cháu thấy mất sóng nhỉ? Điện thoại thì nó ảnh hưởng đến sóng của điện thoại. Của cám đây con bảo hộ. Sóng điện thoại thì nó ảnh hưởng đến. Tại cháu đang thấy điện thoại cháu đang mất sóng ấy. Không phải. Không, chú, của chú không mất đâu không? Alo. Điện thoại anh tự nhiên nó mất sóng hay sao á? Sao vậy? Lại bị bóng đỏ á? Thế để sáng mai anh bảo cậu qua xem cho. Rồi. Số của chú là số nào nhỉ? Vâng, đọc cho cháu số chú đi. 0387. Vâng. 022. Vâng. 665. Có gì tí cháu gọi nhá. Nó đang bị lỗi một chút. Anh ấy chưa được đấy. Vâng. Nó đang bị lỗi một chút. Lúc nào có cháu gọi lại cho. Nó đang có rồi nhưng mà. Vâng.
Chị thử xem cái nhà chị nhập sự cố lên nó còn trên hệ thống không? Sao không đổi được nhỉ? Cái thuê bao này này sao không em không bọn em không tác động được vào này? Nhìn lại xem nào, hay là chị ấy nhầm thuê bao? Xem lại đi. Xem lại đi. Không đổi được á? Để gọi rượu đó. Thôi chào anh em nhá. Tối rồi. Hẹn video tiếp theo nhá.